một trong những hàng cây mà các bạn có thể trồng để làm cái đường viền, đường rào, tạo cảnh quan rất là đẹp, đó là cây cây bồng lẻ. Cái bông hoa của nó là trắng li ti như thế này nha bạn nhé. Còn cái cây bồng lẻ này là cái cây lâu năm ạ. Lúc đầu thì cái thân của nó rất là mảnh mai thôi ạ. Những cái cây mà bạn mua ấy thì thân nó mảnh mai, nó nhỏ nhỏ bé bé như những cái cành như mình đang để tay đấy ạ. Thế nhưng mà sau đấy rồi thì trồng lâu năm thì nó sẽ thành những cái cây bụi và cây của nó rất là chắc chắn. Cái màu lá của nó thì cũng giống như là cái cây chuỗi ngọc ạ, nó xanh quanh năm nhé bạn nhé. Các bạn có thể trồng và để tạo ra những cái đường viền rất là đẹp như thế này. Mình giới thiệu ở đây ý, cái cách thức trồng ấy là các bạn trồng cây cách cây khoảng tầm 20 bụi ạ. Mỗi một khóm khi mà mua nhà mình về ấy, thì các bạn có thể trồng bụi cách nhau khoảng tầm 20 cm. Và hai nữa là các bạn trồng so le nhé. Ví dụ như giữa 20 cm như này, các bạn trồng hai hàng thì các bạn sẽ trồng thêm một khóm nữa ở phần giữa của khoảng cách 20 cm này. Đó. Và cứ kiểu so le răng cưa rích rắc như thế và tạo thành những cái đường viền. Để sau này khi mà cái cây nó lớn lên ý, thì ta sẽ tỉa nó thành một như kiểu bức bờ tường rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây bỏng lẻ giống ạ, để tạo thành những cái viền tường xanh đẹp như này, thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Ngoài ra thì ngoài cái cây bỏng lẻ như này thì còn có một loại cây khác là cái cây chuỗi ngọc, cũng có thể tạo các cái đường viền cảnh quan rất đẹp như này. Các bạn có nhu cầu thì alo ạ. Đây là hình ảnh của các cái khóm mà bỏng lẻ nhá. Khi các bạn mua thì sẽ như này nhá, nhổ từng khóm như này ạ. Đó. Đây là một cái khóm của nó. Các bạn có nhu cầu mua cây bỏng lẻ hoặc là cây cẩm tú mai ạ, nhổ khóm như thế này hoặc là các cái loại mà đã cho vào trong bầu rồi, thì vui lòng liên hệ số điện thoại là một trong các số điện thoại trên màn hình nhá. Cảm ơn các bạn ạ.